Chào các em. Sau khi học hết chương 4 sáu ánh sáng thì chúng ta có thể tóm tắt lại những cái tính chất của ánh sáng mà chúng ta đã biết, đó là khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt và đồng tính thì sẽ truyền thẳng, hoặc khi đi qua mạng phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì tia sáng sẽ bị khúc xạ hoặc phản xạ ở mạng phân cách giữa hai môi trường. Ví dụ như là chùm sáng sau khi đi qua thấu kính hội tụ thì sẽ cho chùm tia nóng hội tụ, khi đi qua thấu kính phân kỳ sẽ cho chùm tia sáng phân kỳ, hoặc là chùm ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính thì sẽ bị tan sắc thành một dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Vào năm 1803 thì nhà vật lý người Anh Thomas Young đã làm thí nghiệm sao thoa ánh sáng. Vậy thì những cái tính chất truyền thẳng, khúc xạ, nhiễu xạ, tán sắc và giao thoa ánh sáng đều thể hiện rằng ánh sáng còn là sóng. Vậy thì có phải ánh sáng chỉ riêng có tính chất sóng hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sang một chương mới, đó là chương 6, lượng tử ánh sáng. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay, bài 30, hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng. Phần thứ nhất đó là hiện tượng quang điện. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thí nghiệm của Hertz. Vào năm 1887 thì Hertz đã làm một cái thí nghiệm như sau. Ông dùng một tấm kẽm tích điện âm, sau đó chiếu một chùm sáng do hồ quang phát vào tấm kẽm, thì ông nhận thấy rằng là tấm kẽm đã bị mất dần đi các điện tích âm. Và làm tương tự với những cái kim loại khác thì thấy kết quả vẫn xảy ra như vậy. Vậy thì sau những cái thí nghiệm như vậy thì có thể định nghĩa được như sau. Khi chiếu một bức xạ kích thích có bức sóng thích hợp vào kim loại thì sẽ làm cho các electron bật ra khỏi bề mặt kim loại, và cái hiện tượng này gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Tiếp tục làm thí nghiệm với trường hợp là chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm thủy tinh, mà chúng ta biết là thủy tinh có khả năng là hấp thụ tia tử ngoại, và khi dùng tấm thủy tinh chắn cái tia hồ quang chiếu vào cái tấm kẽm mang điện âm thì hiện tượng quang điện không xảy ra. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chính cái tia tử ngoại đã làm cho các electron bật ra khỏi tấm kẽm. Vậy thì có phải bức xạ nào chiếu vào tấm kẽm cũng gây ra hiện tượng quang điện hay không? Thì chúng ta sang với phần 2, định luật quang điện. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giới hạn quang điện. Quay trở lại với cái thí nghiệm của Hertz, khi dùng cái tia tử ngoại từ ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm tích điện âm thì làm cho các electron bứt ra, và thực hiện thí nghiệm với những cái bức xạ có bức sóng khác nhau thì người ta nhận thấy rằng những bức xạ có bức sóng nhỏ hơn 0,35 micromet thì mới gây ra cái hiện tượng quang điện ở tấm kẽm. Vậy thì cái giá trị 0,35 micromet được gọi là giới hạn quang điện của kẽm. Vậy tương tự thì người ta thấy rằng
Và đối với những cái kim loại khác nhau thì sẽ có một cái giới hạn quang điện, có một giá trị đặc trưng cho cái kim loại đó. Đây là một cái bảng giá trị giới hạn quang điện lambda không của một số cái kim loại. Các em có thể theo dõi bảng giá trị này trong sách giáo khoa. Thì cái định luật quang điện được phát biểu đó là mỗi một kim loại được đặc trưng bởi một bước sóng lambda không, gọi là giới hạn quang điện. Và hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi cái bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn cái giới hạn quang điện của cái kim loại đó. Đó là lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Tuy nhiên, vấn đề của thuyết sóng ánh sáng đó là khi cái hiện tượng quang điện xảy ra thì mỗi một kim loại có một cái giới hạn quang điện lambda không. Tuy nhiên, nếu như dùng cái thuyết sóng ánh sáng thì sẽ không giải thích được về cái định luật giới hạn quang điện lambda không. Thì chúng ta đã biết đó là khi sóng điện từ truyền tới anten thì sẽ làm cho các electron ở trong anten dao động. Vậy thì nếu như cường độ ánh sáng đủ mạnh thì các electron sẽ dao động càng mạnh, và nếu electron nhận đủ năng lượng thì nó sẽ thoát ra. Vậy thì chỉ cần cường độ ánh sáng đủ mạnh thì electron sẽ bị bật ra bất kể là bước sóng của sóng điện từ đó là bao nhiêu. Vậy thì trái với cái định luật về giới hạn quang điện, đó là cái ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Vậy thì chỉ có thể giải thích được cái định luật về giới hạn quang điện bằng một cái thuyết mới. Nội dung của thuyết đó là gì? Chúng ta cùng sang phần 3, thuyết lượng tử ánh sáng để tìm hiểu. Trước tiên chúng ta vào phần thứ nhất, tìm hiểu giả thuyết lượng tử của Planck vào năm 1900. Planck đưa ra giả thuyết đó là nguyên tử hấp thụ hay bức xạ không liên tục, mà sẽ hấp thụ hay bức xạ bằng từng phần riêng biệt. Mỗi một phần đó được gọi là lượng tử năng lượng. Vậy thì lượng tử năng lượng là gì? Chúng ta sang phần 2. Lượng tử năng lượng chính là năng lượng mà mỗi nguyên tử hấp thụ hay phát xạ sẽ có một cái giá trị xác định bằng H nhân F. Trong đó H chính là hàng số Planck bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây. Lượng tử năng lượng có giá trị E bằng HF bằng HC trên lambda, trong đó F chính bằng C trên lambda. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm một ví dụ. Một bức xạ đơn sắc có bước sóng bằng 0,6 micromet trong chân không. Cho biết giá trị các hàng số H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây, và E bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Tính giá trị của lượng tử năng lượng tương ứng. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là E bằng HF bằng HC trên lambda. Thay số thì chúng ta tính được 3,314 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Ở đây sẽ đổi ra một electron volt sẽ bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb nhân volt.
bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Vậy thì sẽ đổi E bằng 3,314 nhân 10 mũ trừ 19 joule bằng 2,07 electronvolt. Nhờ cái giả thuyết của Planck mà nhà bác học người Đức Albert Einstein đã đưa ra cái thuyết lượng tử ánh sáng. Thuyết lượng tử ánh sáng này sẽ gồm những cái nội dung. Thứ nhất, đó là ánh sáng là các hạt gọi là photon. Thứ hai, mỗi ánh sáng đơn sắc gồm các photon cùng loại có cùng năng lượng E bằng HF. Thứ ba, trong chân không, photon bay với tốc độ C bằng 3 nhân 10^8 m trên giây dọc theo tia sáng. Thứ tư, mỗi lần nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng thì chúng hấp thụ hay phát xạ ra một photon. Một số chú ý về photon. Thứ nhất, photon không đứng yên. Thứ hai, không có khối lượng nghỉ. Thứ ba, khi truyền đi giữa các môi trường, tốc độ thay đổi, năng lượng photon không thay đổi. E bằng HF bằng HC trên lambda. Ví dụ, một chùm ánh sáng đơn sắc có vức sóng bằng 0,5 micromet, công suất chùm sáng bằng 0,1 watt, hằng số Planck H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, tốc độ C bằng 3 nhân 10^8 m trên giây, tìm số photon do chùm sáng phát ra trong 5 giây. Đây chúng ta có một nguồn sáng P phát ra ánh sáng, tức là phát ra các photon. Chúng ta tìm được đó là số photon thì bằng công suất phát xạ của nguồn sáng chia cho năng lượng photon E nhân với thời gian. Thì thay số, chúng ta sẽ được giá trị đó là 1,26 nhân 10 mũ 18 photon phát ra trong 5 giây. Để giải thích định luật giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng thì chúng ta thấy mỗi một kim loại có một giới hạn quang điện riêng. Vậy thì khi chiếu bức xạ kích thích vào cái kim loại đó thì các electron sẽ nhận được năng lượng và thoát ra. Vậy thì cái năng lượng mà bức xạ kích thích chiếu vào kim loại phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng A, gọi là công thoát của cái electron đó. Vậy thì từ đó chúng ta rút ra đó là lambda phải bằng HC trên A. Đặt lambda 0 bằng HC trên A thì khi đó chúng ta có lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0 thì hiện tượng quang điện mới xảy ra. Chúng ta cùng làm ví dụ. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,28 micromet cho biết các hằng số H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, C bằng 3 nhân 10^8 m trên giây và E bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Xác định công thoát electron của kim loại đó. Thì chúng ta áp dụng công thức A bằng HC trên lambda 0. Thay số sẽ được
7,15 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Và chúng ta đổi 1 electron volt sẽ bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule, thì giá trị công thoát A sẽ bằng 4,47 electron volt. Bài tiếp theo, biết công thoát của canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là 2,89 eV, 2,26 eV, 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bức sóng 0,33 micromet vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với kim loại nào? Đây chúng ta sẽ áp dụng công thức tìm năng lượng của photon E bằng HC trên lambda sẽ bằng 6,023 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Đổi ra E trong vôn thì chúng ta được năng lượng photon là E bằng 7,64 E trong vôn. Vậy thì trong các cái giá trị công thoát của canxi, kali, bạc và đồng thì chỉ có bạc và đồng là không xảy ra hiện tượng quang điện vì năng lượng của photon nhỏ hơn công thoát của bạc và đồng, cho nên là năng lượng của photon không đủ để làm electron thoát ra khỏi kim loại. Mở rộng cho các em đó là công thức Einstein. Với trường hợp năng lượng E của photon kích thích lớn hơn công thoát của electron thì trong trường hợp này E sẽ bằng HC trên lambda bằng A cộng VkD max, nghĩa là năng lượng của photon kích thích sẽ cung cấp một phần để cho electron thoát ra khỏi kim loại. Còn phần năng lượng dư thừa sẽ trở thành động năng ban đầu cực đại của electron. Vậy thì chúng ta thấy rằng, vậy là sau khi chúng ta học qua chương 4 thì thấy ánh sáng thể hiện những tính chất đó là sóng. Và sang bài học hôm nay chúng ta thấy ánh sáng lại thể hiện tính chất là hạt. Vậy thì ánh sáng là lưỡng tính sóng hạt, hay nói khác, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Tuy nhiên, dù ánh sáng thể hiện tính chất nào thì ánh sáng vẫn có bản chất điện từ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại.